trường bất động sản ở Việt Nam được đánh giá là khá đuối sức ảm đạm, là một năm lên bổng xuống trầm khi đầu năm thị trường hưng phấn nhưng từ giữa và cuối năm thị trường lại chuyển sang trạng thái trầm lắng kéo dài. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia bất động sản nhận định rằng trong năm mới 2023, thị trường bất động sản có thể khởi sắc với nhiều điểm sáng. Những tín hiệu tích cực đến từ việc tăng trưởng GDP của Việt Nam được dự báo ở mức trên 6% năm 2023 và trung bình tăng trưởng hậu COVID-19 trên 7% một năm. Theo nhận định của ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam tại Diễn đàn Dự báo Thị trường Bất động sản năm 2023 diễn ra vào cuối năm 2022, giá bất động sản sẽ tăng trở lại trong năm 2023. Cụ thể, quý 1 năm 2023, dự báo thị trường bất động sản Việt Nam sẽ thoát khỏi tình trạng suy thoái nhưng vẫn còn trầm lắng do trùng vào thời điểm Tết Nguyên đán năm 2023. Nguồn cung thị trường vẫn hạn chế do quá trình chuẩn bị và triển khai các thủ tục pháp lý dự án cần thêm thời gian. Bước sang quý 2, quý 3 năm 2023, thị trường bất động sản sẽ dần phục hồi, phát triển lành mạnh hơn, minh bạch hơn và chuẩn mực hơn nhờ những bước tiến về môi trường pháp lý. Triển vọng tăng trưởng kinh tế khả quan cùng với đà tăng trưởng của các hoạt động thương mại, đầu tư, tiêu dùng, cùng với việc các vướng mắc trên dần được tháo gỡ. Cũng tại diễn đàn này, ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam đã có những dự báo phân khúc bất động sản sẽ tăng trưởng trong năm 2023. Cụ thể, phân khúc bất động sản cao cấp dự kiến sẽ là một trong những kênh đầu tư chung và dài hạn đầy tiềm năng, bởi vì tốc độ gia tăng tầng lớp trung lưu tại Việt Nam đang thuộc hàng cao nhất Đông Nam Á, với 1,4 triệu người tăng thêm mỗi năm. Thị trường bất động sản tháng cuối năm và nửa đầu năm 2023 sẽ ghi nhận xu hướng tăng giá bán với loại hình bất động sản nhà ở. Tuy nhiên, thị trường bất động sản cũng có thể gặp những rủi ro trong năm mới. Lý do là trong năm 2023, nhà nước tiếp tục duy trì động thái siết chặt phát hành trái phiếu, tín dụng bất động sản khiến nguồn vốn khó huy động hơn. Nền kinh tế toàn cầu bao gồm thị trường bất động sản 2023 bị ảnh hưởng bởi một số bất ổn chính trị trên thế giới. Bên cạnh đó, nguồn nhiên liệu, vật liệu, chi phí xây dựng tiếp tục leo thang trong thời gian tới cũng là một rủi ro của thị trường bất động sản. Từ những khó khăn trên, dưới góc độ doanh nghiệp, các chủ đầu tư có thể sẽ phải đối mặt không ít khó khăn liên quan đến việc huy động nguồn lực, thu xếp nguồn vốn để phát triển dự án. Từ đó, doanh nghiệp sẽ cần chuẩn bị những động thái ứng biến linh hoạt, các phương án phòng ngừa để thích ứng với điều kiện thị trường thời điểm hiện tại.